có đồng ý không? Tôi là phụ huynh của bé Hiền Phương, hiện đang học ở UCMAT Bình Chánh. Thì tôi rất vui, rất hạnh phúc với cái sự tiến bộ của con em mình, cho dù đó là sự tiến bộ nhỏ nhất. Thì hiện nay là bé có khả năng là tính toán nhanh hơn với cái phương pháp tính tư duy, cũng như là cái khả năng ghi nhớ tập trung, phản xạ của bé ngày càng tiến bộ hơn. Tôi rất là hạnh phúc về điều này. Tôi rất là tin tưởng vào trung tâm UCMAT Bình Chánh. Với cái chương trình học toán này, đây là một cái chương trình khá mới mẻ. Tôi hy vọng rằng là trung tâm sẽ ngày càng truyền thông rộng rãi đến phụ huynh, cũng như là mở ra nhiều trung tâm ở khắp nơi để cho nhiều học sinh có cơ hội được tham gia học tập cái chương trình này. Tôi là phụ huynh của em Đào Chi Nhân, hiện đang học tại trung tâm UCMAT Bình Tân. Trải qua 5 năm đồng hành với cháu ở tại trung tâm UCMAT Bình Tân, được sự giúp đỡ, đào tạo, hướng dẫn của các thầy các cô, thì bản thân tôi nhận thấy là cháu có một cái quá trình phát triển tư duy rất là tốt, có cái sự tập trung, có cái sự quan sát nhanh nhạy, nhạy bén, và cũng như là có cái sự tư duy logic. Ngoài cái việc mà học tốt ở trung tâm UCMAT Bình Tân thì cũng phục vụ rất là tốt trong cái quá trình mà cháu học ở tại trường, và cũng đã đạt một số giải rất cao ở trong cái cuộc thi này. Thì bản thân tôi cũng mong muốn các em học sinh, các cháu thiếu nhi ở khắp mọi miền trên cả nước sẽ tiếp cận được môn học này. Từ năm 2018 đến nay, UCMAT Bình Tân đã đồng hành cùng với UCMAT Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào vì đạt được danh hiệu 2 năm liền đơn vị xuất sắc trong top 15. Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng cơ sở ở toàn thành phố cũng như là các tỉnh vùng lân cận.